Sau khi được cấp chứng chỉ chỉ dẫn địa lý năm 2019 đến nay, các sản phẩm chế biến từ bò vàng của tỉnh Hà Giang đã tạo vị thế vững chắc trên thị trường. Tổng đàn bò vàng của Hà Giang không ngừng tăng, hiện đạt là trên 185.000 con. Giá bán thịt bò tươi dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng 1 kg, thịt bò khô từ 800.000 đồng đến 1,1 triệu đồng 1 kg. Thời gian tới, các địa phương trong tỉnh tổ chức tốt khâu chọn con giống, đẩy mạnh tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi và phòng chống bệnh dịch cho đàn bò